Ừ. Gì vậy? Dạ, Tôi nhìn kêu đây. nó lên nè như đá vậy á. Trọng nó Mấy trăm bắt, thành bông. Wow. Mình gỡ tay. Mình gỡ tay làm gì đâu mà gớm này. Với bầu này.
thành thật đấy. Nó chết rồi. Trời đất. Nó lục những cái gì. Rồi.
Sana. Tí nữa chưa được rồi. Thằng nào? Có chứ. Có chứ, nó vắt đấy. Vắt, vắt đấy, làm gì có máy nào sấy được đâu. Cái máy này nó không có đấy. Cái này chỉ có vắt cái đấy thôi thì... Máy em... Chả máy nào có sấy cả, chỉ có vắt thôi. Vắt nó khô nước thôi chứ còn sấy thì không có. Chỉ có vắt thôi chị. Chứ còn sấy là gì có. Vắt nó khô nước thôi. À chị muốn sấy à, sấy thì không được rồi. Nó chỉ vắt thôi. Thế thì máy này không có rồi, máy ở kia nó chỉ có bắt thôi. Bắt kiểm soát rồi chứ không có làm sao được mà cô được hết. Nó còn tương đối ẩm ẩm thôi chứ còn... Tùy chế độ mình đặt thôi. Có máy là để chế độ dập thời gian ít thì một số máy để điện ra nó nhiều. Vắt lâu thì khô cả năm luôn.
Này. Thank you.
Thank you.
Thank you.